Và ở phía bên bức vách này nè, là cái ngôi mộ, là những ngôi mộ có bao giờ ơi, nói không ai tin chứ ai mà là nhắc nhắc lại đỡ được không. Tôi bị kêu cửa hoài. Như hôm này nè, đứng mát trong này nè, tôi nằm mơ ông quơ dậy đi sáng rồi bữa trước không nói gì, bữa sau kêu nữa, sao tôi biết tôi không trả lời để dốt nữa. Rồi một bữa hay là nghe lời ngủ nó đi về kéo cẳng trong như là kêu rồi dậy đi. Nói thì không ai tin, chứ mình biết là mình nói thôi, chứ còn không mình không nói giáp ai. Hồi tôi mới về tôi đã dám ngủ rồi, để đèn sáng đi mấy tuần lễ vậy tôi mới sao nó quen lần tới giờ luôn. Ôi trời, bên đây còn quá trời luôn đó. Thì bởi vậy là vẫn còn nằm ở đây. Ừ, là bé nhỏ không, này tụi này chết hồi nó còn nhỏ. Nhờ có đứa thì mới sanh ra, có đứa nó mới đi lẩm đẩm, có đứa thì bé ai biết nói rồi. Giống như là ông có ước nguyện mà nếu như ông trúng số gì đó thì ông sẽ làm lại mấy cái mã này hết hả? Dạ, làm lại hết luôn. Ừ, tôi làm lại hết cho mấy bé này. Ừ, với xây lại... lên xây lên cho đàng hoàng chứ không phải mà xây lên đẹp. Dạ, xây lên cho nó sạch sẽ vậy đó. Có cái có tấm bia nữa chẳng hạn, như để vô danh hay gì đó, rồi mình chiều mình ra đốt thắp nhang. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hôm nay thì Nhân ghé viếng thăm để trao duyên cho chùa Phước Tâm và phóng sanh ở chùa Phước Tâm Củ Chi. Thì cũng Nhân cái chuyến đi này thì Nhân cũng ghé thăm lại một hoàn cảnh, đó là hoàn cảnh của ông Út. Ông thì neo đơn, ông sống có một mình nè, nhưng mà cái cuộc sống của ông thì rất là rùng rợn. Đây chính là cái đường vào căn nhà của ông nè. Một căn nhà cũng sập xệ và nằm giữa một nghĩa trang với rất nhiều những phần mộ. Dạ ông. Đây cái căn nhà của ông nè, tí Nhân sẽ quay sau cho cả nhà nha. Căn nhà nhỏ xíu à, chắc tầm chưa được 10 m². Ông thì dọn dẹp ngoài sau đây. Dạ. Cả nhà thấy mộ nè. Ông khỏe không ông? Ông khỏe không? Dạ. Ông dọn dẹp hả? Dọn dẹp nhà nha. Cái ke nó rụng, ngày nào cũng phải quét trời trên. Nhớ con không ta? Hả? Nhớ con không? Nhớ, vẫn nhớ. Dạ. Nhớ con tên gì không? Tôi cũng quên rồi, nhưng mà thấy mặt là tôi nhớ rồi. Bây giờ cái đầu óc giờ cũng không nhớ chính xác nữa. Dạ. Ông năm nay là 80 hơn hả ta? Hả? Ông năm nay là 80 hơn rồi đúng không? 80 hơn rồi, hết Tết này nữa 81 rồi. Dạ. Tại vì hồi con gặp ông chắc cũng năm trước quá. Ừ. Dạ, là lúc đó 80. Ừ. Dạ. Lần trước thì con cũng có chia sẻ cuộc sống của ông. Thì mọi người cũng rất là thương. Mọi người có gửi cho con một số tiền gửi cho ông để mua thuốc men này ăn uống rồi đó. Dạ. Dạ, tí thì con sẽ trao cho ông ha. Ừ. Dạ. Thì cả nhà cũng thấy là ông là ở trong một cái nghĩa trang như thế này. Mấy đúng hôm rồi. Nay thì dịch như vậy chắc cũng không có ai lui tới đây hả ông? Không có. Có dạ. Mấy nhỏ tới cho dây lát là nó cũng về hết rồi. Dạ. Lần trước tới đây thì con cũng chưa có đi sâu vào phía này. Này là ông trồng... Này ở không là này ngồi lũng cụm mà trồng bạc hà chứ. Mà có nóc canh này kia bậy bạ mà. Dạ. Mà ông trồng về là trên những cái nền mộ cũ luôn á hả? Trời. Cái này cũng là một phần mộ hồi trước này đúng không? Cái này nè hồi xưa là cũng có mã nữa, nhưng mà người ta lại ở đây người ta lấy hết rồi. Dạ. Còn mấy cái mà còn ít vài cái đây với mấy trong cái khu đó đó cũng còn đông lắm. Trong đây hả? Ừ. Cái không khu trong vách tường đó đó. À trong vách này. Trong đó 90 người nữa. Là bên kia của bức vách hay là? Bên kia vô mấy cây này nè. Trên trong miếng đất nhỏ trống ở trong đó đó. Dạ. Sau cái bức tường này đúng không? Dạ. Là vẫn còn? Vẫn còn. Còn này là gì ông? Mấy cái cháu nó lâu lâu nó lại đây nó nướng này nướng kia nó ăn vậy đó. Nó cũng lại thấy tôi buồn lại chơi hoài à. Dạ. Vậy là ở đây là hồi trước là mộ không? Nhưng mà người ta mất đi. Rồi. Rồi cái ông mấy giờ ông trồng cây lên. Ừ. Dạ. Vậy là ở phía sau này là không còn ngôi mộ nào hết? Còn. Còn hả? Ừ. Mới bốc lên hai cái chỗ đó đó. Dạ. Hai cái chỗ đó bốc lên rồi, giờ tôi có đất á, tôi cả đất đúng để không làm gì, trồng bạc hà xuống. À. Ủa còn cái này là gì hồi xưa vậy ông?
Thì cũng mã đúng đó, đúng đó, người ta cũng hốt hết rồi. Ở bên đây cũng còn nữa nè. Lấy đời, lấy hai, hai người này lớn tuổi này là ông cố. Dạ. Ông cố có mấy đứa nhỏ nè, nè. Trong này nè, đó, cái vuông đất nè. Ủa? Em đi dọn sạch sẽ, thấy không? À, ông dọn hả? À. Ôi trời, bên đây còn quá trời luôn. Đó, thì bởi vậy. Là vẫn còn nằm ở đây? Ừ. Là mấy bé nhỏ không? Này, tụi này chết hồi còn nhỏ. Giờ nếu tính ra, nếu nó còn sống, giờ có đâu có bạn hết rồi. Ôi trời. Ừ. Vậy nhỏ là lúc thai nhi hay là lúc còn bé bé? Nhờ có đứa thì mới sinh ra, có đứa mới đi lẩm đẩm, có đứa thì ai biết nói rồi. Dạ. Hồi chiến tranh đó. À, chắc cũng cách đây rất là lâu rồi hả ông? Ừ. Rồi bây giờ còn người thân gì tới đây không? Có. Cha mẹ nó mới chết đây nè. Dạ. Là ừ. Là vẫn còn người thân đến đây viếng. Ở đây tụi này cũng có anh em tới, nó tới ngày mà tả mộ, nó cũng gì nó tả mộ, nó ở cũng ở gần đâu trong này nè. Dạ. Tôi nó nói tôi có biết chứ tôi đâu biết nó ở gần đây đâu. Mà mấy bé này là có bà con gì với nhau không? Rồi chấm sửa trong mấy người này tao biết nè. Dạ. Mấy người ở gần đây tao biết. Mà sao con không thấy mộ bia mà chỉ có để gạch lên gì hả ông? Thì người ta chôn mà tao biết đứa nào tên gì tao chôn tao biết hết rồi, nhưng mà tao không có. Coi như giờ là tụi này nó nhiều phe lắm. Dạ. Nó một mẹ mà tao có. Nè coi như cái này có đứa thì là hai đứa một mẹ. Rồi còn một cha, còn mấy đứa chứ mỗi người cha vậy. Dạ. Mà bà đó cũng chết rồi. Có bao giờ? Trời ơi, nói không ai tin chứ ai mà là nhắc nhát lại đỡ được không? Tôi bị kêu cửa hoài. Như hôm nay nè, đứng đơn mát trong này nè. Tôi nằm mơ, ông quơ dậy đi sáng rồi. Rồi bữa trước không nói gì, bữa sau kêu nữa. Sao tôi biết, tôi không trả lời để dốt. Tôi nói giờ cái ấy mà tụi bây cho tao trúng tờ giấy số thì tao sửa sàn sạch sẽ hết cho. Chứ giờ tao cũng khổ quá đi, tao tá túc cho tụi bay để tao ở chứ. Dạ. Vậy là sáng sớm là ông nghe gọi cửa à? Đột đổ qua 1-2 giờ khuya á. À. Chứ không phải tôi nói thật cái đó, nói thật chứ không nói láo rồi. Mà cái này tiếng rồi nè, đừng bạn gái không à. Đừng bạn gái. Ừ. Chứ không phải đừng ông. Dạ. Chứ không phải mấy bé này luôn hả? Không, mấy đứa này không có hát. Dạ. Mấy người kia à. Mà ông nói giống như là ông có ước nguyện là nếu như ông trúng số gì đó thì ông sẽ làm lại mấy cái mã này hết à. Dạ. Làm lại hết luôn. Ừ, tôi làm lại hết. Cho mấy bé này. Ừ. Với xây lại lên, xây lên cho đàng hoàng chứ không phải mà xây lên đẹp. Dạ. Xe lên cho nó sạch sẽ vậy đó. Mà sao người thân không làm luôn hả ông? Hả? Người thân không làm luôn hả? Nếu 25 Tết thì có nó về đây sạch sẽ, nó dọn sạch sẽ lắm. Nó gỡ xuống đây nè. Dạ. Ông Út ở đây có gì ông cứ cây cấu nhiều quá, ông ấy dọn dẹp đi rồi con cho tiền cà phê, rồi uống cà phê. Nhưng mà ý là người thân họ không có xây lên luôn hả? Hả? Họ chỉ để vậy thôi chứ họ không có xây. Hả? Đó thì xây vậy đó, mỗi người xây ít về sau tới giờ không có xây gì nữa trời đó. Dạ. Nhưng mà ông thì tâm nguyện là ông làm tươm tất hơn một chút. Đúng rồi. Là xây lên thành lại. Cái mộ hay sao ông? Ừ. Là lắp lại thành cái mộ cho nó vuông vức. Lắp lại cho nó đẹp, mình xây lại cho đẹp rồi có tấm bia nữa, chẳng hạn như để vô danh hay gì đó, rồi mình chiều mình ra đốt thắp nhang. Dạ. Làm tấm bia đề là vô danh đúng không? Ừ. Dạ. Rồi hỏi nếu mà muốn biết thì hỏi thăm thẩm ta ra ta hỏi. Đứa nào tên nào tao cho mình biết, mình làm mỗi đứa tấm bia nếu có tiền. Dạ. Tức là ông phát tâm ông làm luôn nếu như ông có tiền đúng không? Ừ. À, con nhìn như vậy thì con cũng rất là thương. Nếu như đủ duyên của mình với lại Mạnh Thường Quân thì con sẽ báo với ông ha. Ừ. Dạ. Rồi ông xin phép người thân cho làm mà đúng không? Đúng rồi. Tôi ở đây tôi cho tôi làm gì họ cũng cho đó. Mình làm sạch sẽ mà. Dạ. Giữ cho cũng như giữ sự sinh cho mấy đứa nhỏ này nó ở thôi. Chứ thực sự nằm hồi nãy đi ở ngoài vô là con không hề biết ở đây có mộ đâu. Dạ, ông không chỉ thì không trời biết. Lúc tôi mới về chú biết không, ở đây hả, không thấy mấy cái mã nào, thấy toàn cây cấu gì, tôi dọn mấy ngày mới sạch được vậy đó. Dạ. Để ai có mấy tụi nó có ra nó có cũng có đưa tiền cà phê, nhưng cũng lấy nhiều khi nó có đem gạo ra cho nữa. Dạ. Khi nãy thì đi ở ngoài nha, không biết là ở đây có những ngôi mộ như thế này. Như đây là 6 cái. Dạ.
Còn trong hốc nó cũng có nè, trong hốc đó. Trong đây nữa hả? Ừ, hốc đó còn cũng mấy cái đó. À. Ủa ở đây có mỏ đá ong nữa nè ông. Ờ thì mà mấy mỏ nó lâu đời rồi, nó về lão hết rồi. Dạ. Mấy mộ lận? Hả? Mấy mộ lận? Đây cái chỗ chú đứng ha. Chỗ chú đứng mà mấy hoài chỗ đó cho chỗ này là lại ra hai cái nè. Đó, chỗ đó nó đằng trừ đó là hai ba cái, trong đó ba cũng hai ba cái nữa. Dạ. Còn ở đây thì chính xác là 2, 4, 6 bé. Này là một mẹ đó nha. Dạ. Lần trước là Nhân ghé thăm ông rồi, nhưng mà thực sự là cũng không biết là có mấy bé nào mà nằm đúng như thế này. Thời gian đó là tôi cũng không biết nói gì trời trơn á. Dạ. Thành ra không có cho ai biết hết. Dạ. Chứ còn chờ nếu đi dành rõ ra nó tôi chỉ hết á. Cái dạ, này ta bóc gương sắp hết ra, chỉ giờ còn mấy cái người mà lời ta có tiền ta để lại thôi. Với cái đám này nè, giờ người ta để về đó. Thì hôm nay tới đây cũng biết được, nơi đây vô tình biết nơi đây có những bé là đang nằm ở đây. Ừ. Rêu phong rồi cũng xanh hết rồi. Ừ. Mộ thì không có được xây dựng, không có bia. Ừ. Mà chỉ là một cái vòng gạch và sau đó để một số cái gạch ống lên cho nó đừng có sạt lở. Cái này tôi bỏ lên với hôm nó tùm lum dưới đất á. Dạ. Cái này trà này tôi mới chờ dọp ra đựng, tôi để chùm lửa để chưa đem vô, mà không ra mưa quá tôi không dám đi đâu trời trơn. Thì hy vọng là cũng đủ một cái duyên nào đó thì Nhân sẽ con sẽ báo với ông ha. Dạ. Dạ. Hồi trước kia đó thì con đi xây những cái khu mộ vô danh vô thừa nhận giúp cho những vong linh nó rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà trong 5 tháng dịch vừa qua thì gần như là phải dừng lại hết. Chỉ trời đi ơi, cứu trợ người nào được thôi. 3 tháng đầu ha, chịu hết nổi rồi. Dạ. Tôi tự túc tôi đi tìm, tôi tìm kiếm ăn chứ còn dạ. không có gì. Dạ, dạ rồi mình đi bước vô trong. Đi. À, nếu như đủ duyên thì Nhân sẽ nhờ quý sư thầy để đến đây làm một cái buổi lễ cúng khí thực trước mắt lại cho các bé. Ông nói là trong thời gian dịch vừa qua thì ông gặp nhiều khó khăn phải không? Đúng rồi. Dạ, như thế nào ông? Trời, có gạo ăn mà không có cái tiền để mà mua thức ăn tươi gì nấy này kia đó, nhiều khi cũng khổ. Với lại nhiều khi không hết tiền mà không có tiền mua thuốc hút uống như vậy đó. Khi nãy thì con đi ngoài con thấy là người ta đã dẹp những cái hàng rào á. Ừ. Mà rất là nhiều hàng rào như vậy thì hồi lúc mà giãn cách đó là nơi đây rào rất là kỹ. Ừ, không có ai mà chui đâu lọt hết trời trơn á. Dạ. Trời riết à, không có đi đâu được, bực bội ghê vậy ta. Dạ. Ở nơi đây thì cũng còn rất là nhiều phần mộ. Ở đây là người lớn tuổi không? Ở đây có một cái cây keo. À. Cây keo này cũng rất là linh thiêng nè. Keo này lâu đời rồi đó. Dạ. Rồi hôm nay con thấy ông địa thần tài càng ngày càng nhiều hả? À, mấy đứa cháu này nó mới làm che lên chứ bữa hổm nắng đỡ qua trời. À. Tuân. Cái này cũng sập sệ quá ta. Thì nó che đỡ lên đừng có nắng thôi chứ nó đâu, nếu nó làm thật sự đâu phải vậy đâu. Dạ. Đủ duyên thì cũng làm cái này lại luôn, con nghĩ cũng nên sửa sang cái này lại. Mình làm cho nó trang trọng chút. Tôi tính có tiền tôi xây cái am cỡ này nè, với dạ. Lớn cao cao vậy nè. Dạ. Rồi giờ cho mấy ông ở trong hết. Ở mà mình đốt nhang để về mình làm cái xe lên. Ông làm cái am hả? Thì có như mình làm cái nhà nhỏ nhỏ vậy đó. Dạ. Có ha. Nhưng mà ví dụ như chủ đất thì họ có cho làm hay không? Này đất cái này còn đất của Tây hồi xưa mà giao quyền cho con cháu. Dạ. Không ai được quyền ở trời á. Nhưng mà kiến họ chôn thì được hồi xưa. Dạ. Chứ còn giờ thì nhà nước không cho chôn nữa. Dạ. Vậy thì nếu như đủ duyên ha, mình sẽ làm một cái em nhỏ ở đây đúng không? Ừ. Để mà mình cho các vị ngự ha. Trời ơi đông lắm, người ta đem bò gỡ đây thiếu gì đi. Nhiều người ta cũng thịnh đi bớt á. Dạ. Thấy nhiều ông còn đẹp quá đó. Dạ. Người ta mời. Chứ hồi trước thì chắc mưa nắng gì dễ hư hỏng. Trời ơi, trong một đêm vậy hả, cái lá ke nó đã rụng, ta nó muốn đầy hết trời trơn à. Từ bữa mà che vậy đó, thì không chờ không sao á. Dạ, con để cái ba lô. Như vậy? Hay à? Tự nhiên con thấy ai đi vô, con để cái ba lô á, con sợ.
cũng tại cái gốc keo này. Hồi trước con có nghe ông kể cái câu chuyện mà về nghe hồi tôi cũng mới về đây nè, rồi cái nhánh keo này nè, nó bị sét đánh đó, tát hai gãy đây nè, gãy rồi cái nhánh đó nó cũng ngã đó, mà giờ nó không có ngã nữa, còn nhánh này ngã ngay cái mã đó đó, giờ đập ngay nhà đó. Dạ. Trời ơi, tôi mới về đây hả, ta nó thằng bằng cũng như có đống rừng ha. Giờ thu dọn lần nhưng mới sạch sẽ được vậy chứ không có ai mà dạ dọn được hết. Dạ. Chứ giờ mình ở không làm gì, dọn cho sạch sẽ mình ở. À, cái căn nhà của ông là một cái căn chòi ở ngay đây. Và tựa vào vách của một cái nhà mồ. Đây cũng là cái nhà rồi. Mồ. Lấy cái vách đó làm cái vách. Dạ, lấy vách nhà mồ để làm cái vách chòi. Rồi ông bước ra thì ông lại thấy ngay phía trước là mộ. Ông rồi cái ở ngoài sau này thì lại giống như cái khoảng sân của ông gì đó đúng không? Tức là sống cạnh người âm không ạ? Trời ơi, khuya xin làm chú với gì khi tôi đều muốn đi tiểu à, tôi ra tôi đứng tôi dựng ốc luôn. Dạ. Nhắm phe. Rồi một bữa hai lần ngủ nó điên về kéo cẳng như không như là kêu rồi dậy đi. Dạ. Nói thì không ai tin, với chị mình biết là mình nói thôi chứ còn mình không nói giáp ai. Dạ. Hồi mới về tôi đã dám ngủ rồi, để đèn sáng đi mấy tuần lễ vậy tôi mới sao nó quen lần tới giờ luôn, nói về thì không dám ngủ luôn. Ừ. Ông cứ nghe kêu rồi kêu chân vậy hoài không? Với lại có nhiều người ta lại đập cửa vậy ha, ông Út ơi cho mấy trăm nè, cho mấy trăm, mới mở cửa ra thấy ai thôi tôi biết rồi, đừng dở nữa. Ông có cúng kiến gì không? Có cúng rằm này kia, cũng đốt nhang, cũng tụi mấy đứa nhỏ nó ông đừng có lo, để tụi con lo, mới cúng xong đó nó mới thắp nhang, có nhang mua còn để đó. Vậy thì kiểu như là họ chỉ như vậy thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Không có gì nghiêm trọng mà không có bệnh hoạn nhé. Dạ. Tôi vẫn mạnh khỏe thường xuyên thôi à. Để con gái lâu ghẹo chơi vậy thôi chứ không có gì. Dạ. Chính xác thì ông trông coi những ngôi mộ này là bao nhiêu lâu ạ? Hồi tôi còn nhỏ lận à. Là cái ở đây họ mà mộ ở đây nhiều lắm. Bây giờ người ta lấy đi bớt nó mới còn vậy nè. Với là nhà cửa người ta lắng lần đó. Ta đi người ta rồi thôi mình đi vô nhà ha. Dạ. Đây toilet của ông á hả? Còn mình à. Dạ. Ông cũng trồng rau rồi quá trời nè. Thì buồn nó trồng có muốn ăn rồi mình ra đập về lá mình rửa mình ăn chứ. Gần như cuộc sống của ông là cái gì cũng dính tới những phần mộ hết á. Như ông trồng cây xương rồng Bắc Tiên ở đây cũng là trước mộ rồi, ông trồng rừng ngò nè, rau dắp cá nè, là cũng để trên những cái thành mộ như vậy. Ông rửa chén rồi ở đây hả ông? Đó xả này kia một hà này kia xả. Rừng này kia tôi trồng đủ á, mở mắt ra bước ra là thấy mộ à. Bắn cầu nè mới ăn hết mười mấy trái nè, chín cây hết á. Dạ. Đây chính là ở phía bên trong căn nhà của ông Út. Nói đúng hơn là một căn chòi. Dạ. Và ở phía bên bức vách này nè là cái ngôi mộ, là những ngôi mộ. Ngôi mộ của người lớn tuổi này cũng hay, nếu mà tính ra mỗi người cũng trăm mấy mấy chục tuổi rồi đó. Dạ vậy hả? Ừ. Dữ vậy hả? Hai vợ chồng. Vậy là lâu rồi. Rồi hồi mùa dịch vừa qua thì ông được người ta cho gạo đồ nè. Đó, gạo nói nè, còn được thùng gạo nhỏ nè. Dạ. Ông tự nấu ăn ở đây vậy đó hả? Tự nấu ăn chứ đâu có ai đâu. Mà trong cái căn chòi này cứ ông ngủ thì ông cứ bị kéo chân rồi bị kêu, bị gọi cửa hoài. Nhiều khi họ cũng sợ ông buồn. thiệt đó, dạ. Đó, thật sự thôi nói. Nhiều khi vậy á. Nhiều khi mới về thì sợ chứ giờ không coi như trong gia đình không thì tôi không có suy nghĩ gì bậy bạ. Dạ. Tại vì đúng ra thì ông cũng không có làm gì hại tới người ta, cho nên người ta cũng không hại ông. Đắp lên nữa chứ tôi đâu có phá đâu. Dạ. Thì hôm nay con cũng gửi cho ông một ít tiền của Mạnh Thường Quân nha ông. Dạ. Thì cũng rất là lâu rồi, trước dịch á, thì có cô Thái Thị Châu. Cô Thái Thị Châu á, thì có gửi cho ông á, là 130 đô Canada. Thì cho tới hôm nay luôn con mới lên con thăm ông được. Vì giãn cách xã hội mà, cũng 4-5 tháng rồi đâu có ai ra khỏi nhà được. Dạ con thì cũng đi cứu trợ nhưng mà
chỉ đi phát quà ở vòng vòng ở trong về cái chiến dịch này là mình dân miền Tây xuống dưới nhà ở giúp lo cho dưới nhiều rồi, tôi cũng mê nữa. Dạ. Thấy ở dưới ta khổ hơn đây nhiều quá không? Dạ. Tôi nói dù sao đi nữa cũng không đánh đổi nó vậy đó. Dạ. Nên chỉ là có cái khổ con cái là tiền nông không có xài này, thuốc men không có uống thôi, chứ còn ở dưới người ta mưa gió này kia sập nhà sập cửa dạ, này kia. Dạ. Còn mấy chú xuống dưới giúp đỡ người ta tôi cũng đồng ý lắm. Dạ. Thì ngoài ra thì con cũng trích thêm từ quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đó. Con trích của Hưng Quách ở Mỹ. Con trích cho ông 100 đô nữa ha. Thì tổng cộng là 4.480.000. Con gửi cho ông là 4.500.000. Dạ. Ha, đây. Dạ. Cảm ơn tất cả cô bác anh chị em giúp đỡ. Dạ. Cảm ơn. Ông mấy hôm nay đau bệnh nhiều không? Nó không có phải là đau bệnh, cái thường lại chiều nào cũng ho ho vậy là uống thuốc hết à. Dạ. Này cũng như tốn lâm đầu lóng ốc nha mà. Dạ. Từ nào giờ vậy chứ không phải mới đây. Cẩn thận về cái bệnh Covid. Đó, dạ. Trời, tôi không dám đi đâu. Dạ. Cũng cẩn thận cái đó, tại vì mình một là mình lớn tuổi, hai là mình cũng có bệnh nền ít nữa thì mình nên cẩn thận. Ông tiêm thuốc chưa? Tiêm rồi. Được mấy mũi rồi? Có mũi. Dạ. Hơi xíu. À. Với lại thọt lỗ mũi động 2-3 lần. Dạ, tức là test cũng 2-3 lần rồi nhưng không có bị dương tính đúng không? Không. Dạ. Chắc do bị phổi gì đó thôi. Không có. Dạ. Từ nào giờ, từ ngày giải phóng giờ tôi không có bệnh bị gì bậy trời trơn á. Chỉ có cái mùa này là bị cái mùa này mà bị ảnh hưởng thôi, bị lây mà không có. Mà nhiều khi ông chăm sóc cho những người âm, nhiều khi họ phù hộ cho ông chứ ha. Dạ. Trời, thấy bữa nào mà trong người tôi ra dọn dẹp hơi cái tôi khỏe à. Đổ mồ hôi á, ra dạ. Khỏe. Dọn dẹp mộ này kia ha. Đâu có cái gì nặng nhọc đâu, còn quét ba dãy rồi cổ cỏ chỗ nào ấy mình coi mình dọn dẹp cho sạch sẽ thôi chứ có gì. Dạ. Rồi thôi con gửi cho ông chút ít đó của Mạnh Thường Quân, tấm dạ. Lòng san sẻ với ông, đặng dạ. Ông có mua thuốc thì mua nha. Thuốc. Dạ. Mua có đồ gì, ăn. Có gì lâu lâu xuống tới cho hay nha. Dạ, con thì hôm nay thực sự con biết những cái bé mà nằm trong kia đó thì con cũng muốn phát tâm đó. Con hy vọng cũng đủ một cái duyên. Giống như trước kia thì con cũng chia sẻ về những cái phòng mộ cũng vô danh, vô thừa nhận ở Nghĩa Trang Triều Châu hay là những Nghĩa Trang khác á. Thì mọi người chung tay vào và thế là mình giúp được cho những cái phòng mộ trang trọng cho người mất. Chứ không có ai ở đây thôi, có mình thấy thì chịu không nổi nữa. Dạ đúng rồi. Bỏ lăng bỏ lóc à. Cho nên con cũng hy vọng đủ duyên con báo lại cho ông, cái ông báo với người thân, xin người thân. Xong là mình chủ yếu là mình xây lên vừa thôi, cho nó gọn thôi, còn rồi thấy làm bia. 5% thôi, dạ. Có được sạch sẽ không? Mình xây bích lại trên, rồi cái mình làm tấm bia. Không có cho nước vô á. Đúng rồi, dạ. Với lại nếu như được thì mình làm cái em nhỏ nhỏ để cho che cho mấy ông thần tài thổ địa, các vị Phật gì đó nằm ở đó đó, có cái chỗ ha. Dạ rồi thôi con cũng về rồi. Nay con lên con ghé thăm chùa viếng chùa kia cái con ghé ông luôn rồi dạ rồi thôi ông rồi, giữ sức khỏe chú ha. Về nha. Dạ.